Vâng, chuyển sang một cái thông tin khác, đó là đúng ngày đầu năm mới, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 thì tại xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang sẽ diễn ra lễ hội ẩm thực dân tộc Dao thành phố Hà Giang. Đây là lần đầu tiên mà thành phố Hà Giang tổ chức lễ hội này để chào đón năm mới và đón mừng những vị khách đầu tiên đến với Hà Giang. Thời điểm này thì bà con người Dao tại Hà Giang thì đang náo nức chuẩn bị cho lễ hội rồi. Và tất cả thì đang chờ đợi một lễ hội có sức hấp dẫn rất riêng để đón chào một năm mới sang với thật nhiều hy vọng. Năm hecta ruộng bậc thang trải dài, chỉ trồng tam giác mạch. Thôn Cao Bành cách thành phố Hà Giang 10 km như một mù căng trải hay Sapa thu nhỏ. 100% người dân nơi đây đều là người Dao. Chiếc chòi này mới dựng lên để phục vụ du khách tới lễ hội ngắm hoa. Ông Diệu, một trong những chủ vườn hoa tam giác mạch, cho biết làm du lịch vẫn còn là điều mới mẻ với người dân ở đây. Mong sao là các vị khán giả không chê đường xá xa xôi và nơi này là rất là lạnh, cũng mong sao hãy đến với dân Cao Bành của chúng tôi, là một vùng quê cũng còn nghèo khó khăn về mọi thứ. Cánh đồng hoa tam giác mạch lúc này đang dần nở và chỉ khoảng 10 ngày nữa thôi thì những bông hoa sẽ bung nở ở mức cực độ. Màu hồng tím sẽ trải khắp các vùng rộng lớn, chào đón du khách đến với lễ hội của người Dao. Và khi tới đây thì quý vị không chỉ được ngắm cảnh thiên nhiên kỳ thú dưới bàn tay tạo tác của con người mà còn được trải nghiệm những hoạt động cộng đồng, tham gia những trò chơi dân gian thú vị và thưởng thức những món ăn độc đáo của người dân bản địa. Thịt trâu gác bếp đang chờ đón khách quý. Bên cạnh những món ăn truyền thống của người Dao, du khách còn được thưởng thức món ăn từ chính hạt tam giác mạch, đặc sản của vùng đất này. Món bánh tam giác mạch nướng trên than củi có hương vị rất khác biệt. Thơm nhỉ? Thơm thật đấy. Thơm và rất thơm. Dẻo. Bên trong thì dẻo nhưng mà bên ngoài thì là giòn rụm, Thanh nhỉ? Mục tiêu là để bảo tồn giữ gìn các nét đẹp văn hóa đồng bào người Dao. Thứ hai là để giới thiệu cho bạn bè trong nước cũng như quốc tế biết được cái bản sắc văn hóa đồng bào người Dao. Thế thì cũng mong muốn là để quảng bá hình ảnh cái con người Hà Giang nói chung và người dân tộc Dao của xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang nói riêng. Trong dịp lễ hội cũng sẽ tái hiện những phong tục nghi lễ của người Dao như lễ cấp sắc cho người con trai trong gia đình. Sau khi thụ lễ, chàng trai được coi như một người đàn ông trưởng thành. Tất cả đã sẵn sàng cho một lễ hội chào năm mới đậm bản sắc, giản dị nhưng cũng vô cùng hiếu khách của người Dao ở Cao Bành. Thưa quý vị, thôn Cao Bành của người Dao chính là một điểm cao mà từ đó quý vị có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố Hà Giang từ trên cao. Ruộng bậc thang tam giác mạch ở đây trồng được 2 năm rồi với mục đích là xuất khẩu hạt tam giác mạch sang Nhật. Bây giờ thì người dân bản địa nghĩ tới chuyện là có thể khai thác du lịch từ chính những đồi tam giác mạch này. Và phóng viên của chúng tôi có kể rằng là những bà con người Dao xuất hiện trong phóng sự thì đều là những người mà lần đầu tiên được quay vào phỏng vấn trên truyền hình. Bà con chân chất, hồn hậu và mến khách, nấu ăn thì lại rất khéo. Lễ hội ẩm thực người Dao sẽ diễn ra vào ngày đầu năm mới. Hy vọng là quý vị sẽ có thêm một điểm du lịch trải nghiệm khám phá mới. Và bây giờ thì mời quý vị tiếp tục theo dõi VTV1 với nhiều tin tức mới được cập nhật.